hội để lo bằng phương pháp chu cập, và những cái nguyên liệu cần có là cây ổi Đài Loan gốc, cái đó là dao ghép, cái đó nữa là băng quấn và cái cành trên cây ổi để ghép, và cái cùng là cái dàn treo. Đây là dàn treo. Đầu tiên thì ta cắt vát hai bên đến cái gốc của cái cây ổi gốc, cây ổi cần ghép. Xong thì treo nó lên cái dàn treo. Đây là xong. Đây là quá trình ghép đã xong, và đợi sau 1 tháng rưỡi thì cắt cái cành ghép này xuống và được một cây ổi mới. Cái ổi sau khi cắt xuống sẽ có hình dạng như thế này. Đây là cái cành của cây ổi cần ghép. Đây là vị trí ghép và cái gốc ghép. Như thế này là chúng ta dùng cái cỏ khác, có thể đem đi trồng được.